Trước khi bước vào loạt sút luân lưu ở trận bán kết Euro 2020 giữa Italia và Tây Ban Nha, trung vệ đội trưởng Giorgio Chiellini của đội tuyển Italia đã có hành động đầy tinh quái nhằm gây sức ép lên Jordi Alba, thủ công của đội tuyển Tây Ban Nha. Trọng tài Felix Bridge có hai lần tung đồng xu để chọn đá ở cầu môn bên nào và đội nào sẽ sút trước. Kết quả cho thấy mặt ngửa trên đồng xu tượng trưng cho cầu môn phía có nhiều khán giả Italia hơn. Trọng tài Bin và Chiellini cùng chỉ tay về hướng đó, nhưng Alba lại chỉ tay về hướng ngược lại và cho rằng mặt đó tượng trưng cho cầu môn đối diện nơi có nhiều khán giả Tây Ban Nha hơn. Sau thoáng giật mình, Chiellini quay về phía Alba rồi cười và huých khỉ tay vào ngực đối thủ. Sau đó, trung vệ 36 tuổi nhìn thẳng vào mắt Alba, vung mạnh để bắt tay rồi ghi chặt đối thủ. Trung vệ cao 1m87 này đôi khi còn nhấc bổng hậu vệ 1m70 lên vài lần. Có vẻ như Chiellini cố tình chơi tâm lý chiến với Jordi Alba trước thềm loạt luân lưu căng thẳng. Quả thật, sau đó Italia giành chiến thắng với tỷ số 4-2 và ghi tên mình vào chung kết Euro 2020.